Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Muôn màu thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 10 năm 2020, đội bóng đá nữ Kim Cang FC thuộc đơn vị thành phố Tân An đã xuất sắc giành chiếc cúp vô địch giải bóng đá nữ nhân dịp chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 2020. Giải bóng đá nữ tỉnh Long An do Liên đoàn bóng đá tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Long An tổ chức với sự tài trợ của chùa Hội Long. Giải đấu này đã quy tụ được 10 đội bóng trong và ngoài tỉnh đến tham dự, được chia làm 3 bảng, gồm bảng A hướng Thọ Phú FC, Chợ Gạo FC, đội bóng huyện Tân Thành, Kim Cang FC. Bảng B có 3 đội là Sen Hồng FC đến từ Đồng Tháp, Trung học Phổ thông Thủ Khoa Huân và đội Liên đoàn Lao động tỉnh Long An. Bảng C bao gồm các đội Việt Nam Football, Đức Hòa FC và Minh Khôi AC đến từ An Giang. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn đội đứng đầu mỗi bảng và đội nhì bảng A vào bán kết. Đây không phải là lần đầu tiên giải bóng đá nữ tỉnh Long An được tổ chức, thế nhưng năm nay giải đấu đã quy tụ được 10 đội bóng, trong đó có các tỉnh thành lân cận như An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham gia, đã cho thấy phong trào bóng đá nữ ngày càng bắt đầu nhận được sự quan tâm của nhiều địa phương. Em đến từ câu lạc bộ Sen Hồng FC từ Đồng Tháp. Nói chung là ở hôm nay tổ chức giải này rất là vui và nhộn nhịp. Hôm nay là lần đầu tiên em tham dự cái giải này. Em thấy vui vì tất cả mọi người đều ở đây đều tạo sân chơi cho bóng đá nữ rất là nhiều. Thì bên tụi em là dạng như câu lạc bộ nhóm là gom lại chơi thôi. Tập luyện thì rất là ít. Nói chung mỗi người mỗi ngành nghề vì đam mê rồi tụi em tự gom lại thành một câu lạc bộ chơi thôi. Thì chủ yếu là cho mấy em tham gia học hỏi kinh nghiệm thôi. Độ tuổi của mấy cháu thì từ 17 cho đến 25, lớn nhất là 25. Thì tụi em dẫn đi đây thì chủ yếu là giao lưu học hỏi, tại lần đầu tiên tụi em cũng mới ra khỏi An Giang. Nhưng mà lần đầu tiên mà tham gia cái giải phong trào mà tổ chức của cái tỉnh Long An, mà tổ chức được cái gì để cho mấy cháu, mấy em nữ phong trào mà để phát triển bên bóng nữ á, thì vậy là rất là mừng. Đó là một niềm vui rất lớn, cái đó là một cái vinh dự. Mặc dù chưa biết, chưa quen, chưa gặp á, mà họ đã về tham dự, tức là họ cũng có một cái sự tín nhiệm. Điều đặc biệt, năm nay giải bóng đá nữ tỉnh Long An được thi đấu tại sân của chùa Hội Long, thuộc xã Nhân Thạnh Trung, thành phố Tân An. Đây là năm thứ 3 giải bóng đá nữ được tổ chức với sự đồng hành của chùa Hội Long, đã góp phần tạo nên sân chơi cho các cô gái có cơ hội được ra sân và thể hiện niềm đam mê trái bóng tròn của mình. Và từ rất lâu, tại thành phố Tân An, khi nhắc đến bóng đá nữ, mọi người luôn nhớ đến thầy Thích Minh Hào, chủ trì của chùa Hội Long. Không chỉ riêng bóng đá nữ, trong nhiều năm qua, thầy Thích Minh Hào luôn đồng hành và tài trợ cho nhiều hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Tân An. Tôi là một cái thành viên trong hội bóng đá của thành phố Tân An. Ban đầu thì hội bóng đá nam. Sau này cảm nhận thấy là cái phong trào bóng đá nữ của tỉnh đó, hình như nó cũng chìm lắng quá. Rồi mấy năm nay, tức là cũng khoảng 3 năm nay, thì năm nào cũng đứng ra tài trợ tổ chức cho mấy cái giải bóng đá phụ nữ. Các đội mà quy tụ về đó thì không khí rất là vui, rất là hân hạnh được đón tiếp các đội. Nếu mà điều kiện khách quan cho phép, thì ở nhà chùa sẽ phối hợp với Liên đoàn bóng đá, rồi với trung tâm dục thể thao của thành phố sẽ tổ chức rất là thường xuyên. Một năm có thể mình tổ chức khoảng 10 giải. Là 10 giải, nhưng có những giải địa phương, giải nhỏ, có những giải tập trung vậy là cũng tương đối. Cách Long An hơn 100 km, đội bóng Minh Khôi AC đến từ An Giang đã có sự chuẩn bị tham gia giải hết sức nghiêm túc. Với quãng đường khá xa, kèm theo đó là thời tiết hiện tại không thuận lợi, nhưng 15 thành viên của đội đã có mặt tại Long An trước đó một ngày để có thể tham gia giải với tinh thần cao nhất. Đối với những cô gái trẻ của Minh Khôi AC, đơn giản chơi bóng là vì niềm đam mê và thể hiện được năng khiếu của mình. Tuy là phái yếu, nhưng khi ra trận, các em đều chơi hết mình. Dạ, em đến từ đội Minh Khôi ở thành phố An Giang. Em đam mê từ nhỏ rồi. Em và mấy bạn cũng mới gặp nhau cũng không được lâu mà bây giờ đã chung một đội rồi, cũng thấy cũng rất là vui.
Đội em là đến đây là 15 bạn. Em tới đây là tinh thần vui vẻ, rồi giao lưu, được học hỏi mấy anh chị như đội ở Sài Gòn. Mấy em được học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Bóng đá là môn đòi hỏi phải có thể lực, sự càng lướt, nên để chọn và đến với môn thể thao vua cần phải có sự đam mê và kiên trì. Vì vậy, giải bóng đá nữ chính là nơi để các chị em có dịp giao lưu học hỏi, từ đó khơi gợi niềm đam mê, nhiệt huyết với trái bóng tròn qua từng trận thi đấu. Môn này là môn cũng không phải là vô bóng rất là ảo này kia, nguy hiểm lắm. Mà tụi em là quyết tâm là đam mê, vì đam mê thì tụi em sẽ chơi hết tất cả. Dạ, tụi em đến từ đội Đức Hòa FC. Hôm nay tụi em đến với cái giải này tôi rất là vui, phấn khích. Mong là tụi em sẽ học hỏi được nhiều trong cái giải này. Đội em tham gia cái đây lần trước là đội em cũng có tham gia một lần rồi, đội em đến đây là lần thứ hai. Nên hôm nay đội em sẽ quyết tâm để giành chiến thắng. Mà dù là 1 2 3 quyết tâm. Tham gia giải đấu này, các đội bóng với hơn 150 cầu thủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục thi đấu đến chuyên môn, tinh thần tập luyện cao đem đến những trận cầu mãn nhãn. Trải qua 12 trận đấu vòng bảng, nhờ sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng, các đội đã thi đấu hết mình và ghi được nhiều bàn thắng đẹp. Trong đó, 4 đội bóng thi đấu vượt trội hơn đã ghi tên vào bán kết, lần lượt là Kim Cang, Chợ Gạo, Sen Hồng và Đức Hòa. Với tinh thần thi đấu sôi nổi, chiến thuật bài bản, lối đá kỹ thuật và sức bền thể lực, đội bóng đá nữ Kim Cang FC và đội nữ Đức Hòa tiếp tục tiến vào trận chung kết của giải. Ở trận cuối cùng này, hai đội đã đem đến trận cầu hấp dẫn và kịch tính. Kết thúc trận đấu, mỗi đội đều ghi được một bàn thắng. Vì vậy, cả hai đội phải tiến vào loạt sút luân lưu mai rủi để phân định thắng thua. Và may mắn đã không mỉm cười với đội nữ đến từ Đức Hòa khi có một lượt sút hỏng. Trong khi đó, các chân sút của đội nữ Kim Cang FC đã xuất sắc hơn khi hoàn thành cả 3 lượt sút để giành chức vô địch giải bóng đá nữ tỉnh Long An. Chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2020, đội nữ Đức Hòa FC đạt giải nhì, hai đội Chợ Gạo FC và Sen Hồng FC đồng giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải thưởng cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho cầu thủ Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ đội bóng Sen Hồng FC Đồng Tháp với 8 bàn thắng ghi được. Thủ môn Nguyễn Thị Tường An của đội Đức Hòa nhận giải thủ môn xuất sắc nhất. Ban tổ chức còn trao tặng phần thưởng cho hoa khôi của giải bóng đá nữ lần này cho cô gái đến từ An Giang, Lý Thái Phụng. Giải bóng đá nữ tỉnh Long An mở rộng năm nay là sân chơi tạo điều kiện cho các đội bóng đá nữ tại các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Từ đó khơi dậy phong trào cho các cô gái yêu thích môn thể thao vua này, cũng như là các phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong giới nữ. Ngoài ra, những danh hiệu đạt được sẽ kích thích tinh thần thi đấu của các đội để tiếp tục tập luyện cho các giải đấu tiếp theo.